mến chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa vườn nhà. Các bạn nhìn đẹp không? Đây là cái cây hoa hồng cổ Sapa trong vườn nhà mình này. Đây là một trong những lưới hoa cuối vụ. Hôm qua mình có làm một video cho các bạn xem đấy. Thì các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Nó hoa nở nó vẫn khá là đẹp. Tuy nhiên đấy thì cái form hoa ấy, nó sẽ không bằng chính vụ được và cái màu sắc của hoa nó cũng không được đẹp như là chính vụ nhé các bạn nhé. Tuy nhiên hôm nay mình chia sẻ một cái chủ đề khá là thiết thực với các bạn là chúng ta nên chơi hoa hồng bụi trồng dưới đất như thế này hay là chơi hoa hồng bụi trồng trên chậu hay là chơi hoa hồng một thân trồng dưới đất hay là chơi hoa hồng một thân trồng trên chậu cái câu hỏi này mình nhận được khá là nhiều trên kênh hoa vườn nhà mà vài chục nghìn đến hơn một trăm nghìn thì các bạn lại mua được một cái cây hoa hồng bụi người ta trồng dạng kiểu như dâm vào cái chậu ấy và người ta trồng và người ta bán cho các bạn thì về các bạn lại băn khoăn là uh, mọi người hay chơi hoa hồng này dáng chi một thân rất là đẹp thì mình chơi những cái dáng bụi như thế này thì uh, có đẹp không có ổn không về tương lai thì có giá trị hay không đấy là một cái câu hỏi mà hầu như rất là nhiều bạn đã và đang hỏi và băn khoăn trên kênh hoa vườn nhà mình cũng tin chắc rằng là đâu đó mà bạn đang xem thì bạn cũng là một trong những người đang băn khoăn về điều này thì cũng chia sẻ với các bạn thì mình là một người chơi hoa hồng cũng có thâm niên rồi mình chơi cả những cái cây một thân rồi cả những cái cây dáng bụi đây cái cây này ấy, thì thực ra là uh, bản chất ban đầu của nó là cây một thân tuy nhiên là mình để xuống đất mình trồng mình trồng ở một góc vườn là mình cho nó phát triển tự do nó thích lên cành nào thì lên mình chỉ cắt tỉa đầu cành này thôi này còn những cái cành mà nó đâm từ thân ra mình để nguyên bản nó thích lên thế nào thì lên mình chỉ có hết một lứa hoa thì mình cắt tỉa cái hoa này đi để chơi lứa mới thôi thì các bạn nhìn thấy nó cũng rất là đẹp thì cá nhân quan điểm của mình nhé dù một thân hay là dù bụi thì các bạn phải hiểu rằng là hoa hồng là một trong những loài mà chúng ta chơi hoa chứ không phải là chơi bonsai không phải là chơi dáng thế đấy chính vì vậy mà nếu mà các bạn đã và đang có những cái cây hoa hồng dáng bụi ấy, thì các bạn cứ đừng buồn các bạn cứ chăm sóc đi các bạn cứ chơi đi các bạn cứ thoải mái với cái đam mê của mình đi và sau này này thì trong quá trình chơi một hai năm các bạn có kinh nghiệm rồi thì chắc chắn là đâu đó nó sẽ bật những cái mầm gốc hoặc là mầm trên ngọn thì các bạn nhìn những cái cành nó thẳng như này này đây những cái cành nó thẳng như này này nó thoát thân cũng được khoảng độ 60 cm 80 cm hoặc là một mét thì đâu đó các bạn sẽ chiết một vài cành lúc đấy các bạn sẽ trải nghiệm chơi cái hoa hồng một thân nó như thế nào. Tuy nhiên, xét về cái khía cạnh mà chăm sóc ấy, thì cái cây hoa hồng bụi ấy, thì nó chăm sóc dễ hơn hoa hồng một thân rất là nhiều. Bởi vì dinh dưỡng ấy, thì nó sẽ được đưa từ dưới đất hoặc là từ dưới cái giá thẻ ở chậu lên trên để nuôi tán qua rất là nhiều thân. Đấy, các bạn phải hiểu là qua rất là nhiều thân, nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều so với cái cây nó có một thân. Và một thân nếu mà bị sâu thì nó sẽ hỏng luôn cả cây còn nhiều thân mà có bị sâu cành này thì nó còn cành kia đấy cái điều đấy là cái ưu điểm của những cái cây hoa hồng nhiều thân gọi là cây hoa hồng bụi ấy và cái ưu điểm tiếp theo là những cái cây hoa hồng bụi ấy, các bạn cứ trồng các bạn cứ để ý rằng là nó uh, rất ít khi phải chống tức là như cái cây của mình này, này nó không hề có cái cây trống nào cả nó vẫn chịu được mọi cái tác động ở bên ngoài ví dụ như mưa bão rông lốc thoải mái luôn không bao giờ đổ cứ cành nọ nó vắt vào cành kia thì nó sẽ tạo ra một cái khối rất là vững chắc cũng như là một cây làm chẳng lên non ba cây trụm lại lên hòn núi cao đấy các bạn thấy là nhiều cái cành nó khỏe hơn rất là nhiều nó khỏe từ sức mạnh nó khỏe từ cái vận chuyển dinh dưỡng nó khỏe từ cái đâm chồi này lọc để ra hoa tuy nhiên những cái cây hoa hồng một thân ấy thì nó lại mang những cái vẻ đẹp riêng nó nhìn nó thanh thoát hơn nếu mà tạo tán ô ấy thì uh, nhìn uh, nó mát mắt hơn và cái lượng hoa các bạn để ý những cái cây hồng uh, mà các bạn để một thân ấy, thì cái lượng hoa nó sẽ uh, dày hơn bởi vì các bạn sẽ làm chi răm nó sát nhau hơn nó như một cái uh, ô nó sẽ dày hơn còn những cái cây hoa hồng mà uh, để dáng bụi như thế này, này các bạn nhìn này hoa nó khá là thưa tuy nhiên ấy hoa thưa thì hoa nó lại to đấy hoa nó dày thì để chăm sóc được hoa to thì rất là cầu kỳ và các bạn lưu ý rằng nhé những cái cây hoa hồng một thân ấy ngoài cái ưu điểm ưu điểm nhìn nó rất là đẹp rồi nhìn nó thoáng thì chúng ta còn phải quan tâm đến những cái nhược điểm của nó nhược điểm cố hữu là nó rất là hay bị bệnh nó hay bị bệnh hơn so với những cây hoa hồng ở dưới đất rất là nhiều đặc biệt là với cửa hồng cổ sapa này thì nó hay bị bỏ thân này nó hay bị trĩ nhện đỏ này nó hay bị dẹp sáp, dẹp vảy này. Rồi nó hay bị thán thư này. Ở những cái cây hoa hồng trồng dưới đất nó cũng rất hay bị nhưng mà nó sẽ thấp hơn những cái cây hoa hồng ở trên trọng rất là nhiều. Đấy các bạn nhìn. Bởi vì cái dinh dưỡng mà cái cây hoa hồng nó lấy từ đất lên nó đảm bảo cái nhu cầu cho cái cây hoa hồng này nó sinh trưởng phát triển và chống chọi lại với thời tiết, bệnh sâu bệnh rất là cao. Nó không giống như những cái cây hoa hồng trồng trên trọng cái nó gọi là rất là yếu, nó giống kiểu như là mình nuôi công nghiệp ấy, nó rất là yếu. Những cái cây hồng trồng trên chậu ấy thì nó có những cái vẻ đẹp à, bất diệt, thực sự là mình thấy nhiều cái chậu một thân ấy mình cũng không cầm lòng được bởi vì cái vẻ đẹp đấy cái đấy là do người chơi, người chăm. Tuy nhiên nhá, nếu các bạn đã xác định chơi trên chậu thì các bạn bắt buộc phải đầu tư những cái chậu thật là lớn cây hoa hồng nó lớn nó phát triển nó cần một cái không gian khá là lớn để nó cung cấp dinh dưỡng cho cây thì khi mà có những cái chậu lớn thì các bạn sẽ có những cái cây hoa hồng thật sự là khỏe mạnh ít sâu bệnh như vừa rồi mình cũng vẫn phải sắm thêm những cái chậu có đường kính tầm hơn 1 mét 1 mét 2 đến 1 mét rưỡi để mình trồng một vài cây thôi Thực ra mình chỉ trồng một vài cây trên chậu cực lớn để chơi còn lại thì mình đa phần là mình trồng dưới đất bởi vì là mình ở quê các bạn ạ, mình ở quê cho nên là cái đất nó rất là rộng rất là nhiều cho nên nó không giống như các bạn ở phố, các bạn ở phố mà bắt buộc phải trồng ở trên ban công thì lại không để được chậu to. nếu mà kê chậu to nó nặng thì nó lại ảnh hưởng đến mái nhà, ảnh hưởng đến cái trần đấy. cho nên các bạn kê chậu bé thì các bạn sẽ khắc phục bằng cách là chúng ta chơi cây vừa vừa thôi, cây vừa vừa thôi còn uh, chúng ta phải chấp nhận mỗi một năm chúng ta sẽ phải chịu khó thay đất một lần tối thiểu là một lần để thay cái giá thẻ để nó có một cái uh, dinh dưỡng có một cái không gian để cho bộ rễ nó phát triển đấy cây hoa hồng cổ sapa của mình đây thì mình trồng dưới đất thì cũng nhiều bạn hỏi là bao nhiêu năm rồi thì thực ra là mình trồng ở đây nó cũng được 4 năm năm rồi đấy Tuy nhiên thì vừa rồi mình có rất là nhiều cái cây bồng ở bên cạnh gọi là cây bưởi ấy nó làm cho bị vóng che khuất vừa rồi mình chặt mấy cái cây bưởi này đi và mình quay cho các bạn xem cái lứa hoa này cũng là một trong những lô hoa cuối thôi bởi vì là sau đến mùa hè ấy, thì cái hoa nó xấu lắm cực kỳ luôn các bạn ạ xấu cực kỳ luôn thì mình sẽ không chơi hoa mùa hè nữa và mình sẽ dưỡng cái cây thật tốt và lựa những cái cành nào đẹp dài à, thẳng để mình chiết có thể là sau này mình sẽ giao lưu với các bạn thì rất là nhiều bạn hỏi là Ờ, ông này ông có bán đâu mà các bác cứ hỏi giá rồi hỏi bán không để làm gì mình thì mình cũng khẳng định luôn là mình không bán mình không phải là người buôn cây mình cũng không phải là nhà vườn làm ra để bán mà mình chỉ là đam mê chơi những chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình kinh nghiệm của bản thân của mình dành cho tất cả mọi người để mọi người có thể chơi những cái cây hoa hồng thật là đẹp và nó rẻ nhất có thể và cũng có thể là tới này mình sẽ chiết một số cành mà mình ưng là mình sẽ giao lưu với các bạn vừa rồi mình có làm video là chiết cành hoa hồng đấy thì mình cũng sẽ cố gắng làm để chia sẻ cái đam mê dành cho các bạn nên các bạn cũng có thể chờ trên kênh nhé nếu mà lúc nào mình sẵn sàng giao lưu thì mình sẽ thông báo trên kênh đấy hoa hồng của mình thì đều là những hoa hồng thuần chủng những cái lớp đào cổ là những cái lớp mà mình tự tay dâm từ những cây đào cổ rất là quý từ ngày xưa của nhà các cụ để lại chứ không phải là mua ở những cái quán bây giờ họ bán đâu đấy cho nên là giống rất là cổ kể cả những cây cổ sapa này này rất là cổ còn cái cây cổ mình có cây một cây cây leo cổ hải phòng ấy thậm chí là mình mua thận dưới hải phòng gốc của cái hồng leo đấy lên để chơi mình không muốn nó bị uh, lai tạp không muốn nó bị uh, uh, thoái hóa những cái giống cho nên mình chơi những cái giống nó rất là nguyên bản đấy cây hồng cổ Sapa nó rất là đẹp nha các bạn này. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip trên kênh Hoa vườn nhà. Chúc các bạn một ngày nghỉ chủ nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa vườn nhà, nhấn vào nút chuông để lại comment anh em cùng giao lưu nhé. Nếu có bất kể một câu hỏi nào các bạn cứ để lại comment mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn thích video nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.